Xin chào tất cả mọi người, mình Phước Sửu và mình là Mít Hường nhà bè. Hôm nay Phước Sửu và Mít Hường cũng lại gặp nhau vào những ngày cuối tuần và trao đổi cho quý anh chị những bất động sản gọi là hot tại nhà bè phong Mít Hường. Khá nhiều sản phẩm bất động sản gọi là giá tốt, theo như từ dân dân gọi là ngộp. Thì quý anh chị chắc ăn là sẽ theo dõi video của Phước Sửu và Mít Hường để đón nhận những sản phẩm và mua cho mình những sản phẩm gọi là để ở và đầu tư sinh lời phong Mít Hường. Một cái dòng sản phẩm mà khá hấp dẫn, Mít Hường và quý anh chị sẽ cùng tìm hiểu sau đây là một cái dòng sản phẩm rất ư là đặc biệt. Mít Hường có thể là chi tiết về dòng sản phẩm đó quý anh chị biết được hay không? Dạ, điều đặc biệt thứ nhất đó là với cái giá tiền rất ít nhất có thể, nhưng mà chúng ta vẫn có thể sở hữu được một căn nhà phố tại dự án Saiget nhà bè. Chính xác. Đó cái dòng là dòng giá mềm nhất đó anh. Mềm nhất luôn, sở hữu một bất động sản cực kỳ hấp dẫn trong một cái cụm khu đô thị 350 hecta. Có đầy đủ những tiện mình. Rồi, nhưng mà mức giá hợp lý như vậy thì Mỹ Thường có thể là chi tiết sơ qua những cái dòng diện tích nè, rồi cách xây dựng của căn nhà đó cho mọi người biết đến được hay không? Dạ, với nhà phố, tuy là nhà phố nha anh chị, nhưng mà vẫn là ngang 7 và ngang 7 dài 17, tổng diện tích là 119m2 và tổng diện tích sàn là 270m2. Thì tuy là nhà phố nhưng mà nó cũng không khác gì một căn biệt thự mini, biệt thự nhỏ đó anh chị. Nên là chúng ta ở trong một cái không gian mà ngang rộng như vậy thì rất là thoải mái. Đúng và rồi. Đặc biệt là tận hưởng được tất cả những tiện ích cũng như là những cái cảnh quan, những cái tiện ích của cả một cái dự án như vậy, giống như những cái căn biệt thự khác với mức giá là cao hơn rất là nhiều lần. Dạ. Giá chỉ khoảng 15 ít thôi không? Dạ vâng ạ. Ít học sinh luôn đó. Rồi thì Phước Sửu nè cùng sẽ đi vào bên trong căn nhà để thấy là chủ đầu tư bàn giá bên ngoài hoàn thiện và bên trong thô như thế nào. Với cái căn nhà phố này khoảng 270m2 sàn phải không? Thì thiết kế rất là tinh tế. Ở đây thì quý anh chị có thể thiết kế lên đến 4 đến 5 phòng ngủ luôn. Và có thể thiết kế được một cái phòng ngủ ngay tại dưới đất luôn á Mỹ Thường. Dạ. Để cho dành cho người già hoặc là người có trẻ em gì đó. Thì khá hợp lý và có thể thiết kế này ở cho 2 đến 3 thế hệ. Thì một cái dòng sản phẩm vị trí rất là hấp dẫn thì Mỹ Thường có thể nói sơ qua về vị trí của cái căn nhà phố này cho mọi người nắm rõ được hay không? Dạ, nhà phố thì trong dự án này nhà phố sẽ là nằm đằng phía sau của dãy shop house đó anh. Thì hai dãy là đau lưng lại với nhau, sẽ có một cái khoảng trống của đằng sân sau của shop house là 4m và cái sân sau của nhà phố là 3m, thì sẽ là có một cái khoảng không 7m. Quá tuyệt vời, vô lại cái gọi là cái lối thông thủy như vậy á là quá tuyệt vời. Khi mà có những cái sự cố gì xảy ra là khá di chuyển khá dễ dàng phải không? Có gì cố cháy nổ hoặc làm gì thì cái lối thông hành địa dịch này giúp cho cư dân yên tâm hơn và có thể là xử lý những cái hỏa hoạn một cách dễ dàng. Đặc biệt dãy nhà phố thì đường trước nhà của dãy nhà phố đó anh thì xe hơi mình đậu thoải mái vì lý do là phía đối diện sẽ là dãy biệt thự và họ không hề quay mặt qua cái phía nhà phố, họ quay mặt về phía biệt thự. Chính cho xác. Nên là xe cộ có tường rào cao đường. Ngăn luôn rồi. Dạ đúng rồi, là cái con đường đó là chỉ dành cho xe của nhà phố là chính thôi, cho nên là cái mật độ xe sẽ không có đậu nhiều và nhà nào cũng có gara anh ạ. Dạ, nhà nào cũng có gara để đậu xe riêng. Một điều đặc biệt là khi cư dân sở hữu ở trong này thì mình mới được vào và check võng mạc nè, quét biển số xe hơi xe nè, và cư dân ở phân khu nào thì chỉ được sở hữu cái tiện ích của phân khu đó, tạo nên một cái cộng đồng văn minh yên tĩnh và an lành. Đặc biệt là hạn chế những cái tình trạng tiêu cực ở trong này phong Mỹ Thường. Những cái quý khách mà hơi kỹ tính đó anh, thật sự là họ rất là muốn sống ở một cái nơi gọi là văn minh và cái sự an toàn thì phải gọi là tuyệt đối. Đó là lý do mà cái sự lựa chọn ở trong cái khu đô thị Saiget này, nhà phố vừa mức giá thấp nhất và vừa đầy đủ tiện ích cũng như cái phần an ninh thì vô cùng yên tâm. Nói về phần tiện ích thì khi mà sở hữu một dòng sản phẩm nhà phố trong này á thì quý anh chị có thể sử dụng mà một club house chung dành cho 100 người, trong đó có hồ bơi người lớn trẻ em, có một cái phòng gym trội, máy tập đa chức năng luôn. Chắc là Phước Sửu đang lia cái máy để cho mọi người thấy cái hồ bơi nè, thấy được cái phòng tập gym và trong đó có một cái nhà hàng mini, có phòng tắm sauna,
phòng xông hơi và có nhiều nhà tắm lớn nhất nhỏ, và đặc biệt có cả nhà tắm cho người và nhà vệ sinh cho người tàn tật nữa mới thường. Chủ đầu tư thật sự là đã rất là quan tâm cho đến từng cư dân, từng chi tiết nhỏ. Dạ. Quý anh chị có tầm tài chính tầm khoảng từ 14 đến 17 tỷ, đừng đi đâu xa, hãy về khu dân cư Giai Gai Nhà Bè, chọn cho mình một cái sản phẩm nhà phố cực kỳ lý tưởng để ở và đầu tư nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở nhiều video sau.